Chào các bác nha. Hôm nay em quay clip em test cái lò vi sóng này cho các bác xem này. Hôm qua về quay nhưng mà thì thực sự ra thì cũng chưa biết tính năng của nó. Hôm nay thì mò mẫm. Chung là nó cũng dễ sử dụng khi mà mình cái lò vi sóng này mình mò sử dụng. Ở đây thì các bác sẽ nhìn thấy trên này nó rất là ít nút nhé. Chỉ có mấy cái nút này thôi. Nút đầu tiên này là nút các bác chọn là giã đông nhé. Giã đông thì các bác có thể chỉnh theo gam này, 100 gam này. Tức là 100 gram một lạng đấy, 200-300 gram, tức là mình nó sẽ giã đông theo cân nặng các bác, giã đông theo cân nặng nhé. Đấy, sau đó thì các bác bấm cái nút này là ví dụ đấy, là nó sẽ tính thời gian là giã đông cho các bác. Đấy là nút giã đông này, kìa, đấy, kìa. Còn nút này đây thì các bác sẽ nhìn thấy đây là có một cái nút ở đây. Ở đây thì nó sẽ vi sóng, là đây, thì các bác vi sóng một chạm thì nó ở đây. Đấy, vi sóng một chạm nhanh ở đây nhé. Để vi sóng cho các bác xem nước có sôi này. Đấy, vi sóng nhanh ở đây sẽ có cái menu vi sóng thì nó tương ứng với cả những cái menu ở đây này. Chữ này các bác nhìn này. Đấy, nó giống hệt cái chữ này. Đấy, đây, các bác vi sóng nước sôi ngục của các bác nhìn kìa. Đấy. Đấy, con này vi sóng rất là nhanh nhé. Ngục luôn. Tắt này nhé. Tắt này con này, đây tắt nhé. Đấy. Test cho các bác. Được chưa? Đấy. Con này nó có bộ khay nướng này rất là mới này các bạn này. Còn có cả cái sắt này luôn. Hiếm con nào có. Đấy là cái chức năng vi sóng nhanh. Còn bây giờ thì đây, các bác sẽ dùng cái menu ở đây, tương ứng ở đây. Cái menu này thì nó sẽ là cũng là vi sóng. Chưa? Nhưng mà các bác sẽ chọn ở đây thì tương ứng với 21 này là vi sóng các bác nhé. Số 21 này. Bấm bấm phát nữa thì các bác có thể chọn được bao nhiêu watt. Chưa? Bao nhiêu watt thì các bác điều chỉnh núm này. Đấy, đúng này, đây sẽ là bao nhiêu watt nhé. Đấy, 200-300, cái này nó màn hình LED, nên khi quay trên điện thoại là sẽ nhìn khó. 1000W, thế thôi, các bác bấm, chọn thời gian. Cũng vòng xoay núm này. 35 giây, 1 phút 30 giây, bấm chọn, ok. Đấy là cái vi sóng. Khá là dễ dùng thật đúng không ạ? Đấy, tiếp theo cái menu này thì các bác 21 này, thì các bác chỉnh lên 22. Hai này nó là cái gì đây, mình dịch ở đây, 23 này nó là nướng này, 23 là nướng các bác nhé, 23 là nướng này. Nướng này thì các bác lại có thể chọn, bấm nút phát nữa này. 23 là nướng này. Chọn lại nhé, 23 là nướng. Đấy, mình bấm một phát nữa thì mình chọn nhiệt độ, bao nhiêu độ C, 180, 170, 250. Yeah. Ok. Rồi là đây các bạn bấm đây. Đấy. Là nướng theo nhiệt độ nha. Nói chung là về cơ bản là như vậy. Còn cái nút này nó tương đương với cái gì đây? Nó sẽ là các chức năng thì mình sẽ có thể dịch ra. Menu, các cái menu ở dưới này các bạn. Đấy, còn bình thường các bác chọn menu thì mình xoay núm này luôn thì nó ra menu này, xoay phát từ menu 2 3 4 5 và 5, menu 5 này tương đương đây. Đấy. Con lò vi sóng rất là đẹp các nhé, có bù ẩm nhé. Test tiếng ok, ngon lành hết, có bù ẩm này. Đấy. Đấy. Có bù ẩm luôn. Trước này em bán là 3,5 triệu điện 100V các bác. 21 lít ạ, 21 lít nhé. Kích thước còn đây. Kích thước này. Đấy. Năm sản xuất 2013 tại Thái Lan. Lò của hãng Sharp đẹp, khen thưởng lòng nó. Chào các bác.